Thúy Diễm bị bong gân, được đồng nghiệp dìu ở họp báo. Diễn viên Thúy Diễm bị bong gân vì tai nạn khi đóng phim và được Trương Thanh Long dìu ở họp báo ra mắt bộ phim Trạm Cứu Hộ Hạnh Phúc hôm 27 tháng 2. Chiều ngày 27 tháng 2, Thúy Diễm là một trong những diễn viên có mặt sớm nhất tại họp báo giới thiệu bộ phim Trạm Cứu Hộ Hạnh Phúc của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Cô khiến các đồng nghiệp sửng sốt vì xuất hiện với một bên chân bị băng bó và chiết nạn. Thúy Diễm cho biết cô bị tai nạn khi thực hiện một cảnh quay của Trạm Cứu Hộ Hạnh Phúc vào đêm hôm trước. Bác sĩ chẩn đoán cô bị bong gân, phải băng bó cố định trong 10 ngày. Dẫu bị đau, Thúy Diễm vẫn giữ được thần thái tươi tắn. Nữ diễn viên cho biết cô định không tham dự họp báo nhưng đạo diễn và các thành viên ekip đều động viên hãy đến để giới thiệu vai diễn mà mình tâm huyết. Nữ diễn viên vào vai Mỹ Đình, một cô gái mê trai, sốc nổi và bốc đồng, hoàn toàn khác những vai diễn trước đây. Thấy Thúy Diễm loay hoay với chiếc nạn và di chuyển khó khăn, các đồng nghiệp đều nhiệt tình giúp đỡ. Trong ảnh, quan sự dìu cô vào chỗ ngồi. Trong buổi họp báo, Thúy Diễm nhiều lần phải lên sân khấu. Thấy cô nhảy lò cò, di chuyển khó khăn, diễn viên Trương Thanh Long liền vác bạn diễn đưa cô lên sân khấu. Khi họp báo kết thúc, Trương Thanh Long cũng là người bế Thúy Diễm ra xe để trở lại phim trường. Nữ diễn viên rất cảm động trước sự nhiệt tình, ân cần của các đồng nghiệp. Thúy Diễm vào vai bạn thân của Hồng Diễm trong phim. Ngoài đời, hai nữ diễn viên cũng khá thân thiết. Hồng Diễm đảm nhận nhân vật chính tên Hà, một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương vì cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng như của bản thân. Trương Thanh Long tái xuất màn ảnh nhỏ với vai người đàn ông thành đạt, là tình cũ và luôn giữ tình yêu với Hà. Anh quay về sau 5 năm để bảo vệ người yêu cũ khỏi những nguy cơ bủa vây. Quan sự đảm nhận vai nam chính sau thành công của Gia đình mình vui bất thình lình. Vai diễn của anh có nội tâm phức tạp, trải qua nhiều đau khổ, phản bội vợ và gia đình vợ. Lương Thu Trang trở lại màn ảnh với một vai Tiểu Tam, được dự đoán bị ghét nhất phim. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà gặp nhiều khó khăn khi vai bà mẹ cay nghiệt với chính con gái của mình. Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên tái xuất với vai bà mẹ chồng chịu thương chịu khó, hết lòng vì con. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.